Công ty điện tử Hanh Nguyễn Audio xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Đây là giám đốc Hanh Nguyễn đang chào đón một đoàn khách đến từ Nam Sách ạ. Đến từ quê hương Nam Sách. Các bác sắm cho mình một bộ hát 24 triệu, hơn 24 triệu. Bộ hát của bác của em Đức ở Nam Sách ạ, gồm có một cái đẩy LA650 này, một cái vang số ghi lái 6, một cái lâm tiếng CV600, một bộ mixua UGX925A loại 1, một đôi loa Monty VT ạ. Đốc Hành Nguyễn đang trực tiếp tư vấn cho các bạn đoàn khách đến. Có hết ở trong bộ em. Có hết ở trong cái bộ, tí chị sẽ lắp vào cho em đầy đủ. Em cứ yên tâm. Lắp vào cho hoàn thiện. Lại nhá. Lắp lại ở ngoài.